Alo, 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 có ai nôn không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì đã là ngày mùng 5 của tháng 4 rồi. Chỉ còn có hẳn mấy ngày nữa thì ai mà không nôn cho được. Bây giờ thì xin mời mọi người sẽ quay lại cầu Châu Đốc để xem hôm nay tiến độ sẽ như thế nào. Ở cái độ cao này thì cũng đã nhìn thấy một chiếc xe bê tông tươi đấy. Và cái vị trí này thì đúng ngay vào cái vị trí cái khe rãnh nở. Như mình cũng nói với các mọi người á, là ở các clip trước, là cái vị trí mà cái khe rãnh nở bao giờ cũng là cái vị trí mà rất là quan trọng và các anh phải xử lý rất là lâu. Vài tuần nay rồi thì luôn luôn là thấy xử lý các cái khe rãnh nở. Khi mà nhiệt độ nó thay đổi đấy thì các cái khối bê tông của các cái nhịp cầu nó sẽ giãn nở ra đấy. Cho nên là khi việc mà ví dụ như trời nóng thì nó sẽ giãn ra, mà trời mà nhiệt độ thấp xuống thấp thì nó sẽ co lại. Cho nên là cái vị trí khe giãn nở đặc biệt quan trọng. Còn đây là cái miếng đất của anh Hải đến này, mọi người nói là anh sẽ xây một cái khu du lịch sinh thái, miếng đất rất là đắc địa. Đó thì làm cái gì cũng được, mặt tiền sông, mặt tiền quốc lộ, à, xin lỗi mọi người, mặt tiền mình nhỉ, tiền sông, cái mặt tiền thì giáp với cầu, giáp với cầu thì coi như là cũng là kiểu như là quốc lộ rồi. Ở phía thượng nguồn thì cái lan can cũng chỉ mới ráp được tới đây thôi. Như vậy thì hình như là theo như mình đoán ấy, tôi có nghĩa là cái nhà thầu mà cung cấp cái lan can đấy có thể là họ gia công chưa chưa kịp. Cho nên là anh em công nhân lại phải chờ, chứ ráp lan can thì nhanh lắm. Ráp lan can thì có lan can là ráp là rất là nhanh thôi, chứ không có mất thời gian nhiều. Đây là cái vị trí, đây vị trí hợp long, tức là giữa sông, giữa vị trí giữa cầu đây, thì mình đã quan sát thấy có những cái biển báo, một cái biển báo màu vàng thì chưa thấy gì cả, nhưng mà có hai cái biển báo là cái mũi tên màu đỏ và mũi tên màu xanh, cái thì nằm trên mặt cầu, cái thì nằm sát cái lan can rồi. Đấy, và một cái biển báo là cái số 11. Thì theo như mình biết, cái số 11 này chính là cái tĩnh không của cây cầu. Đấy, còn hai cái mũi tên kia thì tả ngạn hữu ngạn gì đấy. Nếu mà anh em nào mà biết về các cái biển báo, cái này là biển báo của đường sông nhá, đường thủy đấy, chứ không phải biển báo trên bộ đâu, nhưng mà người ta treo ở ngay cái thành cầu đấy để cho các phương tiện đi lại trên sông có thể quan sát và có thể hiểu được. Lan can ở giữa cầu thì được gắn tương đối rồi, nhưng mà hai bên thì có thể là còn thiếu, cho nên là vẫn chưa được gắn. Đây đây là cái khu vực thượng lưu mà phía bên bờ Chu Phong ấy, Tân Châu ấy, thì chưa được gắn cái nào cả, chỉ lác đác một vài cái lan can ở trên mặt cầu thôi, nhưng mà nó là chưa đủ trụ cho nên là vẫn chưa gắn. Còn ở vị trí này chắc chắn sau này sẽ được gắn hộ lan, nhưng mà như clip trước mình nói thì đã có những cái hố đào sẵn để mà chôn những cái trụ bê tông đỡ cái các cái cột điện chiếu sáng. Chắc chắn là khu vực này sẽ được sau này sẽ được gắn các cái hộ lan thôi. Trên cầu, mặt cầu thì gắn lan can, nhưng mà cái đường dẫn lên thì sẽ gắn hộ lan. Xa xa đằng kia mọi người có thể nhìn thấy khói đốt đồng không? Cái phong cảnh rất là bình an ở một cái vùng quê. Còn ở khu vực đường dẫn và mang cá này thì vẫn tiếp tục có những cái xe thi công.
thì các cái trụ đèn nó sẽ được gắn ở hai bên của cái đường dẫn chính, còn phía hai cái măng cá thì chỉ được gắn, chỉ được chôn có một bên thôi nhá, bên ở phía trong đó. Nhưng mà cái vị trí mà cái xe cuốc nó đang đào đây là một cái hố rất là lớn nha. Mình không nghĩ đây là một cái hố mà để chỉ để chôn cái cột đèn, và khả năng ở đây sẽ là cái cổng chào chắc. Đấy. Cái hố này theo mình quan sát thì nó lớn lắm, có thể là cái bề ngang của nó cũng một cái hố hình vuông này, mà mỗi cạnh phải là 2 mét, hố rất là lớn. Và vị trí này là làm cổng chào thì hợp lý rồi nè, tức là hai bên đường dẫn thì nó sẽ tỏa đi thì cũng về Tân Châu thôi, còn là cầu đi qua thì đi ngay qua đây thì mọi người kiểu gì cũng phải đi qua cổng chào. Thế thì cái cổng chào đó nằm ở vị trí đó là đúng. Và nếu như mà cổng chào mà lại được xây ở phía sau cái ngã tư này thì đâu phải ai cũng chạy thẳng, có người tới đây cái là quẹo đấy, thì lại không được đi qua cái cổng để nó chào mình. Còn ở đây là hai cái thiết bị gì mình đúng là quan sát từ phía cao cũng không rõ, nó đen, hai cái xe đen, có một số người đấy đứng ở đó thì không hiểu đó là cái gì. Ai biết thì cho mọi người được biết cũng nha. Còn trên cái dọc cái đường mà từ đây tới 951 á thì cũng không có gì mới, và đây là quang cảnh đốt đồng, nó cũng nằm ở ngay cái đường mà gọi là liên kết vùng đấy. Một cái không khí, một cái quang cảnh hết sức bình an ở vùng nông thôn. Bây giờ thì mình sẽ quay lại zoom thật gần và xem là cái hố này là hố gì mà lại có cái diện tích lớn thế. Đây là hiện nay là mới đang đào có một bên thôi. Như vậy thì ai biết cái hố này là đào để làm gì? Có hẳn một cái chiếc xe tải đấy, tức là đào lên tới đâu thì lấy đất đổ vô trong cái thùng xe để mang đi nơi khác, hoặc là có anh em công nhân nào đang thi công đấy có thể cho mình biết không, liệu có phải cái hố này đào lên để xây cổng chào hay không. Đây là độ cao 70m này. Độ cao 70m, nhìn cầu thì thấy là cầu nó nhỏ, sông Hậu cũng sẽ nhỏ, nhưng mà vì độ cao rất là cao thì nó thế thôi. Và nhìn bao trùm luôn cả cái khu du lịch sinh thái của anh Hải đến, khu du lịch sinh thái tương lai. Một cái miếng đất rất là đẹp. Và độ cao này thì mình cũng có thể nhìn thấy cái đường cong, đường dẫn lên cầu từ quốc lộ 91. Một đường cong mềm mại tô điểm thêm cho cái cây cầu Châu Đốc này. Một nàng hậu nhưng mà chưa được gắn vương miện. Thế thì khi nào mà các cái lan can lắp xong để gắn các cái cột đèn lên thì lúc đó kể như nàng hoa hậu đã được chính thức công nhận và được gắn vương miện. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người luôn luôn ủng hộ và theo dõi mình. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình. Thank you. Bye bye.